Chào các bạn, hôm nay tôi có cái TV Panasonic. Hiện tại là nó đang bị lỗi kẻ sọc ngang, màn hình nháy loạn chồng lên nhau. Theo như tìm hiểu thì với cái lỗi nháy sọc ngang màn hình này thì do là cái phần táp, dây táp màn hình nó bị chập. Để khắc phục cái lỗi này thì chỉ cần tách cái phần táp chập đây ra thì sẽ khắc phục được. Mặc dù không chuyên về bên điện tử, nhưng qua tìm hiểu thì với cái lỗi này những người bình thường cũng có thể khắc phục được. Và hôm nay tôi sẽ tự khắc phục cái lỗi này. Các bạn hãy theo dõi xem là kết quả như nào nhé. Bây giờ tôi sẽ tháo cái phần vỏ sau của tivi ra. Tivi này là chưa sửa lần nào. TV này là hiện tại là chưa sửa lần nào. Đây, vẫn còn tem này. TV Panasonic TH43DX400V Made in Việt Nam. Đây là bên trong. Bên trong rất bụi. Tôi vệ sinh qua. Đây là hai cái dây táp màn hình, bên trái và bên phải đây. Bây giờ tôi sẽ tháo từng bên một để kiểm tra xem là bên nào bị chập táp nhé các bạn nhé. Bây giờ tôi sẽ tháo và kiểm tra từng bên một. Tôi sẽ tháo táp bên trái trước. Bây giờ cấp điện để kiểm tra xem màn hình. Tôi đã tháo táp bên trái ra thì trên màn hình TV không có hiện tượng sọc ngang và nháy màn hình nữa. Như vậy là cái táp bên phải là không việc gì nhé các bạn nhé. Có khả năng là bị hỏng táp bên trái. Bây giờ tôi sẽ tháo táp bên phải để kiểm tra. Khi tháo táp bên phải thì màn hình vẫn còn sọc ngang. Như vậy là cái dây táp bên trái đã chập các bạn ạ. Bây giờ tôi sẽ xử lý cái táp bên trái nhé. Bây giờ tôi sẽ cắt một mẩu băng dính rộng khoảng 5mm để bịt bớt cái chân táp, tách cái phần táp đã chập. Từ bên phải của dây táp bên trái đây, tôi sẽ dùng băng dính để bịt 11 cái tiếp điểm của chân táp lên các bạn nhé. Đây là cách tách chập táp màn hình. Nếu khi mà dán tách chập xong vẫn còn hiện tượng sọc ngang và nháy màn hình thì các bạn cắt cái miếng băng dính này to hơn hoặc xê dịch miếng băng dính nhé các bạn nhé. Bây giờ lắp vào để xem thành quả thế nào. Bây giờ tôi sẽ bật TV lên để kiểm tra xem kết quả như thế nào nhé các bạn nhé. Như vậy là màn hình đã lên. Và cái hiện tượng là sọc ngang là không còn thấy nữa. Như vậy là đã khắc phục được các bạn ạ. Rất hay. Cái lỗi TV bị sọc ngang và bị nháy. Với cái lỗi này là do bị chập táp màn hình. Chúng ta có thể dùng băng dính để bịt tách chân chập ra. Với cách khắc phục này rất đơn giản.
nên là những ai mà không trong nghề điện tử cũng có thể làm được. Chúng ta có thể tự tìm hiểu và khắc phục tại nhà. Hiện tại là nó đang chạy chậm so với bình thường, nó đang chạy chậm hơn so với trước đây. Và hôm nay tôi sẽ giới thiệu một số nguyên nhân mà làm cho quạt chạy chậm. Như vậy là cái lỗi mà TV bị sọc ngang tôi đã khắc phục xong cho các bạn nhé, rất đơn giản. Chúc các bạn khắc phục cái lỗi này thành công. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.